Xin chào quý khán thính giả của hệ thống truyền hình KVLA được phát sóng trên băng tần 57.8 FM19 và trên YouTube Bán Vàng Livestream. Vừa cái giờ hồi nãy là quý vị nhìn thấy là Tiềm Rô Kim và bây giờ là Cẩm Thạch Miến Điền Hiền Hòa lại đến với chúng ta. Và quý vị thấy ngày hôm nay là có rất nhiều cái Cẩm Thạch và có gì đặc biệt thì Hiền Hòa bảo rằng là quà cô không có và quà là cô rồi đó. Là bởi vì sao là những món hàng của cô gửi đến cho quý vị đều quá là rẻ rồi, có phải không ? Rồi mời em gửi lời chào. Em kính chào quý khán giả đài 56 tháng 5 và khán giả 19 và em chào thêm đài 57.8. Quý vị nào mà đã trước đây chưa có coi đài 56.5 á thì bây giờ là chắc là qua đài 57.8 là chắc chắn coi rồi. Tại vì nằm ở số 57 bấm tới bấm lui phải không quý vị? Đúng rồi. Thì em nói với quý vị, em là em thích nhất là tiền. Cho nên là em nói là em cứ sell cho quý vị là hạ tiền xuống tận cùng là quý vị thích rồi. Cho nên á, quý vị biết không, những cái vòng này nè quý vị, đưa cho quý vị coi, đây là những cái vòng mà cẩm thạch thiệt nhưng có vô màu, nhưng tất cả những cái vòng này người ta bán á, là với giá là 200, có chỗ bán 100. Nhưng mà em đến cho quý vị chỉ có 50 đồng cả. Wow. Thì quý vị cứ nghĩ đi, tiền đài, tiền vận chuyển, tiền mua, tiền đủ cá tiền mà 50 đồng thì em chỉ lời có được 5 đồng cá là nhiều. Đúng rồi. Các chi phí rất là nhiều mà em vẫn bán cho quý vị giá rất là rẻ. Thành thứ, cho nên em nói là mùa Tết năm nay là em sale cho quý vị rất là rẻ. Quà là gì? Quà là em là quà đó. Cho nên là quý vị nhìn xem ha, em mới về khoảng mấy trăm cái vòng mà đủ size. Mà giờ kỳ này là quý vị mua đi, chứ còn nếu mà ra viên xong thì có lẽ là em sẽ bán 70-80, chắc cũng 70. Chứ đúng nếu rồi mà giá 50 thì không có lời quý vị, bán 10 chiếc lời được 1 chiếc, chưa tới nữa. Rồi chắc 10 chiếc lời 1 chiếc mà nhiều khi quý vị lựa bể một cái mất tồi là vậy như hết lời. Anh bây giờ mới về có những cái màu tím rất là đẹp quý vị, mới về có những cái màu tím đẹp lắm quý vị nè, anh cho quý vị xem nè, mới về có những cái màu tím rất là đẹp, màu tím khoai môn. Những cái này á, ở màu những cái tiệm khác á quý vị, người ta bán 200, 100 là giá chót, chứ không bao giờ đem đến cho quý vị với cái giá mà 50 đồng. 50 đồng thì lấy công làm lời á quý vị. Quý vị nhìn em không, rất là ngọc, rất là trong, mặc dù là cẩm thạch thật có chuyết màu, nhưng cái màu này quý vị đeo 10 năm chưa bay nữa, chưa bạc màu đó. Có những cái màu tím rất là đẹp, quý vị nhìn thấy không, mà những cái màu này không có có đâu quý vị, rất là hiếm. Rồi những cái vòng nè đó, những cái vòng cốc nè quý vị, em để cho quý vị xem nha, quý vị xem không, quý vị thấy không, những cái vòng này nó đẹp đâu có thua gì là vòng cẩm thạch thiệt, mà không chuyết màu, người ta chuyết màu nhưng những cái màu rất là đẹp. Nhưng em muốn nói với quý vị rằng á, là nếu như cái nào mà có giấy giám định thì là thật, còn không có giấy giám định là chuyết màu. Bởi vì những cái vòng này mà nếu mà thật thì người ta bắt buộc người ta phải làm giấy giám định có hết à quý vị. Cho nên á, khi quý vị đi mua người ta nói tôi bán 200, nhưng quý vị hỏi phải có giấy giám định không. Nhiều khi những cái này á, Hiền Hòa đem đến cho quý vị 50, nhưng người ta không có bán cái đó đâu, người ta bán mắc hơn thì người ta nói là thật, cho nên người mua lầm thì người bán không có lầm. Thì em luôn luôn đem đến cho quý vị những cái điều mà em chỉ cho quý vị, để quý vị mua ở đâu cũng được, nhưng mà đừng có mua lầm. Mua mắc cũng được nhưng đừng mua lầm đó. Còn đây là cái vòng màu vàng rất là đẹp quý vị, dù là chuyết màu nhưng mà cái đá này rất là già, cho nên mang đến cho quý vị cái vòng này 100 đô. Đó. Như hai cái vòng đỏ này nè quý vị biết không, mặc dù là đá chuyết màu nhưng mà chuyết rất là đẹp. Đẹp mà cái làm mài thành hai cái vòng kia. Cho nên những chiếc này Hiền Hòa bán cho quý vị là 100 đồng. Tại vì nó mập mà mình có thể mài là hai cái vòng làm kia. Làm hai vòng lần. Đó. Đúng rồi. Rồi, đầu tiên thì sẽ bán trước đi. Bán trước làm một chiếc nhẫn. Giới thiệu cho quý vị một chiếc nhẫn nè. Đây là một chiếc nhẫn kim cương màu vàng. Rồi. Kim cương màu vàng nha quý vị ha. Chị Bắp, cái này có giấy GAA, mã số nó khắc ở trong viên kim cương.
mang đến cho quý vị với giá 22.500. Mà cái vỏ bằng của Hồng Kông nha quý vị, cái vỏ của Hồng Kông từ dưới này cũng có kim cương nè. Này, mà đây là độ sạch của cái chiếc nhẫn này là VVS True 4K05. 4K05 nha quý vị. Mà đem đến cho quý vị với giá là VVS True 4K05 mang đến cho quý vị là 22.500. Fancy Yellow nha quý vị. Rất là đẹp. VVS True là quý vị nhìn, quý vị không có nhìn thấy gì hết. Đó. Đây là kim cương màu vàng. Và xung quanh đây kim cương màu vàng. Và 4K05 em mang đến cho quý vị. Em sẽ giới thiệu trước cái chiếc nhẫn này quý vị. Rồi quý vị nếu mua thì gọi cho em. Với số điện thoại của em là 714-204-8379. Quý vị sẽ gọi cho em sau 7 giờ. Còn bây giờ thì quý vị nếu mà tất cả nữ trang em không có mang lên trên đài, cho nên là quý vị nếu mà quý vị muốn coi thì hiện giờ quý vị có thể chạy ra tiệm số 129 dưới lầu ngay gần cái sân khấu á, thì là tiệm vàng Hiền Hòa ở đó. Quý vị có thể chạy ra đó, hoặc là quý vị muốn giữ món hàng mà mình mua thì theo như luật quy định của đài á, là nếu mà mình mua mà mình muốn mua được món hàng đó thì mình sẽ cà thẻ đặt cọc trước 50 đồng thôi. Tại vì đứng trên đây bán nhiều khi quý vị biểu Hiền Hòa giữ, nhưng mà Hiền Hòa giữ cho quý vị, nhưng mà ngoài kia người ta cà thẻ, người ta lấy mất tiêu, thì là không thể giữ được. Đúng vậy. Cho nên là quý vị có thể gọi cho Phương Thảo với cái số điện thoại là 714-858-3175. Quý vị 714-858-3175. Quý vị có thể gọi số điện thoại của tiệm và quý vị mua. Rồi, một cái lắc tay cẩm thạch con cóc, giá con cóc là 10g 2 vàng 14 và giá là 450 đô la. Wow, cẩm thạch là vàng 18. À, con này là vàng 18. Một cái lắc tay mà có tất cả là bao nhiêu con cóc ta? Bao nhiêu con cóc? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cóc. 6 con cóc vàng 18. Và cẩn thận cái đi quý vị, mang đến cho quý vị có rồi, có 450 đô la quý vị, giá đó là rất là rẻ quý vị. Nếu mà tiền công với tiền vàng làm là cũng đã 400 rồi đó quý vị. Rồi những cái con cóc này nếu mà mình bán có rẻ đi chăng nữa cũng 60 đồng một con nghe quý vị, thì 7 con phải không, 6 con, 6 x 4 = 240 rồi đó. Và quý vị biết không, những cái hình những con cóc xong là đồng tiền, đến những cái đồng tiền, những cái vòng tròn là những cái đồng tiền, và những cái đồng tiền là đến con cóc, tức là ai đã có chiếc nhẫn con cóc rồi thì mình mua liền cái lắc tay hình con cóc đi quý vị. Đúng rồi. Với số điện thoại cà thẻ là 714-858-3175. 714-858-3175 để quý vị cà thẻ nha. Rồi, là cái giá là 450 đô la. Rồi chúng tôi sang món kế tiếp là một chiếc nhẫn nữ 6g bằng vàng 14, có đá một cái viên blue sapphire nằm ở giữa và 28 viên hột xoàn 2.5 ly nước FVS Clarity và giá là 550 đô la. Số quý vị biết không, với một cái chiếc nhẫn như vậy mà đem đến cho quý vị với giá 550 đô la, quá rẻ. Quý vị mua, quý vị không phải trả thêm một tiền gì cả, chỉ đúng vào tiền đó bao nhiêu là lấy bấy nhiêu. Quý vị không tốn tiền gì cả, mà quý vị nghĩ đi, cái nhẫn này kim cương rất là bự, đẹp, mà hai bên lại có kim cương nữa. Rồi nội cái tiền kim cương không á quý vị, là nó cũng đã cũng phải là hơn một carat, mà mang đến cho quý vị là có 550 đô, quá rẻ nha quý vị. Đó là lý do mà em sale đến tận cùng, bởi vì tính mắc lên rồi tặng cho quý vị cái này cái kia thì quý vị chỉ nhiều rồi. Em nghĩ quý vị mua đồ cũng nhiều năm rồi, bây giờ có tặng cho quý vị thì đem về quý vị cũng không làm gì, thôi thì em hạ giá tận cùng để quý vị mua. Wow, một cái chiếc nhẫn như thế này mà chỉ có 550 đô la, có 28 viên hột xoàn 2.5 ly nước FVS Clarity và có một cái viên sapphire nằm đằng giữa, nó cũng khoảng là một ca mấy ạ? Một ca rưỡi. Một ca rưỡi. 28 rồi. Viên hột xoàn 2.5 ly là khoảng một ca, ca 3, ca 4. Rồi. Và chúng tôi bước sang món kế tiếp là một chiếc nhẫn nam.
nặng đến 15.1 gram vàng 14. Vàng 18. Vàng 18 không đây, có ghi đây lúc này. Chiếc nhẫn, đây là chiếc nhẫn, một chiếc màu vàng và một chiếc màu trắng. Trên chiếc nhẫn là có hình con rồng nằm trên chiếc nhẫn này quý vị. Và ngậm viên kim cương 4 ly. Vàng 18. Nước EVS Clarity. Nước EVS, viên kim cương này rất là trắng và rất là đẹp luôn. Và giá là 1.050 đô la một chiếc. Chà, cái chiếc nhẫn này mà quý vị mua cho ông xã nhà mình á, thì sẽ có bộ quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, một chiếc màu trắng, một chiếc màu vàng. Mà lại là vàng 18 nha quý vị. Rồi hình nguyên con rồng ngậm viên kim cương. Đầu năm mà mình mua rồng về nhà là tốt lắm. Đâu, rồng là nước mà. Rồng là thăng hoa mà. Thăng hoa. Quý vị. Rồng thăng hoa rồi tưới nước. Em thấy là đầu năm cười phong tục người ta tưới nước vào nhà. Xô số 2 rồi. Em chúc mừng chị nào đó xô số 2 cho nhẫn số 2. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn á. Và hai cái nhẫn số 3 này cũng rất là rẻ quý vị. Nhẫn rồi và chung sam viên một... kim cương và viên kim cương nước y nha quý vị. Nước y color trắng và đẹp. VS Clarity. Rồi và cái nhẫn nam vàng 18 nặng 14.9 gram, có 1 carat rưỡi hột xoàng nằm trên đó. Và nước FVS Clarity và cái giá cũng chỉ có 980 đô la. Trời, wow. Cái chiếc nhẫn nam này rất là đẹp. Hôm nay em mang đến cho quý vị quá những cái mẫu quá mà đẹp lắm. Cho nên là quý vị, em chỉ có một tiếng thôi, cho nên em sẽ đi rất là nhanh. Quý vị nào mà thích thì chụp ngay cái hình lại, thì sau đó quý vị sẽ gọi cho Hiền Hòa với số điện thoại 714-204-8379 nha quý vị. Thì gần Hòa... 4 chỉ vàng nha quý vị. Đó, quá trời kim cương mà vàng quá trời này. Một cái nhẫn như vậy mà chỉ có 980 đồng mà thôi. Quý vị biết không? Nội mà cái tiền kim cương không á là cũng đã gần 800 rồi. Rồi, kế đến một cái tường cẩm thạch bằng vàng 18. Bọc vàng 18. Mà nói đi em ơi, giá. Đây nè, đây là một cái số 5 là gồm có hai cái tượng bọc vàng 18, Phật một cái tượng màu trắng và một cái phượng tượng Quan Âm và một cái tượng là ông Phật Di Lặc á, mà Phật tất cả là đều là vàng 18 và được chạm theo cái kiểu diamond cut rất là đẹp, với giá mang đến cho quý vị với giá là 400 đồng. 400 đồng một chiếc. Wow. 400 một tường. Cho nên quý vị có thể thỉnh hai tường về. Cái tượng nhà Quan Âm thì em mang đến cho quý vị với giá là 340. Còn cái tượng Di Lặc thì là 400. Mà ngọc rất đẹp nha quý vị. Ngọc xinh đẹp. Tất cả là rất là đẹp. Cái viên ngọc này rất là đẹp. Hai cái tượng rất đẹp. Quý vị có thể thỉnh về. Số 3 xô hai cái luôn. Quý vị biết không, nếu mà nói đến ngọc thì quý vị có một sự nơi mà quý vị sẽ an tâm nhất và tin tưởng nhất, đó là tiệm Hiền Hòa của em. Em bán cẩm thạch rất là thật và em rất tự hào và tin tưởng những cái món hàng mà em bán ra và rất là chịu trách nhiệm. Cho nên là khi quý vị đến với Hiền Hòa thì quý vị sẽ không có phải lo ngại khi phải mua cẩm thạch. Rồi. Quý vị ơi, cái tế tiếp á, là một cái tường, hai tường trên khuôn khổ trên, rồi cần cái gì vậy? Rồi. Rồi và cái số kế tiếp là tường cẩm thạch bằng vàng 18. Kế số 6. Số 6 rồi em. Cái số 6 thì cũng là một cái tượng bán 400, là tượng ông Phật Thích Ca. Phật Di Lặc. Phật này là Phật Di Lặc đúng không chị? Phật Di Lặc. Phật Di Lặc cũng bằng vàng 18 và chạm trái đầu đẹp và một cái trái đậu. Quý vị biết không, cái trái đậu này là cái đậu chạm theo cái kiểu xưa rất là đẹp, cũng là bằng vàng 18 mà xanh trong và lý rất đẹp quý vị. Khi em nói với quý vị em dùng chữ rất đẹp là rất đẹp luôn. Và em bán cho quý vị giá 250 cái quả đậu. Và cái ông địa thì 400. Phật Di Lặc. Ông Phật Di Lặc thì 400 và ông Phật Di Lặc 400. Còn là chế độ thì 250 nha quý vị. Vâng, Bích Trâm xin chào ạ. Rất là đẹp. Hello, chào chị Bích Trâm. Dạ. Em muốn mua một cái tượng Phật bà Quan Âm mà có hộp xoàn ở trên mà màu xanh lý. Dạ có. Rồi. Dạ. Rồi nói chuyện với Hiền Hoàng. Dạ chị, cái đó là ở tiệm em có rất nhiều chị. Bây giờ chị gọi thẳng ra ngoài tiệm nha. Với cái số, để biết em nói cho. Chị gọi ra cái số 714-858-37-3175.
Rồi. Chế độ 250. Rồi, chị không. Gọi ra ngay đi em, sẽ em có. Em muốn lấy số điện thoại của chị để em chụp hình tí nữa em gọi. Rồi. Chụp hình gửi qua giùm em đi. Ừ thì đọc đi, đọc số đọc, đọc. Rồi rồi, em có số điện thoại chị rồi. Thế rồi, cảm ơn chị. Dạ, okay, rồi. Qua, dạ, à. Rồi, cảm ơn chị. Chào chị nha. Dạ. Dạ. Rồi, sang số 7. Món số 7. Chế độ 250, còn ông địa là 400, ông Phật Di Lặc là 400 quý vị, và chế độ là 270. Vàng em làm vàng 18 rất là đẹp và kiểu làm. Dạ. Và đến món số 7, em cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho em. Quý vị, những cái món số 7 này á quý vị, đây là những cái miếng cẩm thạch. À số 6, những cái miếng cẩm thạch này nè quý vị. Mà em mang đến cho quý vị nha. Những cái hai cái miếng cẩm thạch này em có 3 miếng, một miếng của ông Quan Công nữa. Em làm cẩm thạch rất là dày dặn và cẩm thạch này là bằng tiền cái vòng á quý vị. Cái vòng mà trị giá là 2.500 á. Cẩm thạch đẹp đẹp như là của cái vòng trị giá 2.500 á. Nhưng mà xanh màu xanh lý và đẹp đẹp vô cùng luôn, trông đẹp vô cùng. Và em mang đến cho quý vị mỗi một tượng như vậy là 1.050 đồng. 1.050 đồng quý vị, bởi vì cái này vàng rất là nhiều quý vị, tiền vàng với tiền công hơn 600 rồi đó. Cho nên em mang đến cho quý vị là cái tượng này rất là đẹp nha quý vị. Tại vì em không có mang đồ lên để show cho quý vị coi, nhưng mà độ dày của miếng ngọc này á, dày cũng khoảng chừng là 1 cm, độ dày của cái tượng á là khoảng 1 cm. Ba tượng, một tượng Quan Công, một tượng Phật Bà đứng và một tượng Phật Tổ, Phật Như Lai đang ngồi xếp bàn. À, vâng thưa quý vị, ba tượng, mỗi một tượng là giá 1.050 đô la. Và quý vị có thể thỉnh về để quý vị làm quà tặng cho bố mẹ và người ông bà, người thân của mình trong cái dịp lễ Tết Nguyên Đán sắp đến đây. À, đây là một trong những cái món quà tặng mà rất là có ý nghĩa cho những cái người mà thân và người lớn trong gia đình của chúng ta. À, bà Bích Trâm nghĩ rằng ngày xưa đó Bích Trâm cũng có, hình như cô Bích Trâm cũng có mua cho mẹ Bích Trâm một miếng cẩm thạch hình chữ nhật mà bị cẩm kiếm mà mẹ Bích Trâm thích lắm quý vị ạ. À, bây giờ nhìn thấy cẩm thạch như thế này tự nhiên lại nhớ đến mẹ mình, mà mặc dù mẹ mình đã qua đời rồi, nhưng mà quý vị thấy không, cái gì mà quý vị có thể làm được cho gia đình của mình, cho bố mẹ ông bà của mình làm ngay từ bây giờ, cho đến khi mà qua khuất núi khuất bóng đi rồi thì lúc đó quý vị có tiếc cũng đành thì chiều thôi, đúng không? Cho nên mời quý vị đi. Và ngày hôm nay là Hiền Hòa đã sale hết sức là sale để cho quý vị có thể mua sắm mà tặng cho cái người mà đà trân quý của mình. Và mỗi một tường là 1.050 đô la và đã được bọc vàng rất là dày dặn, vàng 18, mà mỗi tường như vậy phải bọc khoảng là khoảng chỉ mấy hai mấy chỉ vàng, mấy chỉ vàng. Khoảng là chắc mấy chỉ làm khoảng sao, chỉ đúng mấy rồi khoảng mấy chỉ vàng phía đằng sau, rất là dày phía đằng sau quý vị nha. Rồi, và bây giờ mời quý vị sang món số 7 là tượng Đức Mẹ Bồng Con. À, tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu đó. Đã, mà bây giờ bằng thì bằng ruby, màu ruby rất là đẹp, bọc vàng 18, khoảng hai chỉ vàng không? Hai chỉ vàng 18. Rồi và cái giá gửi đến cho quý vị là 700 đô la. Quý vị cũng có thể thỉnh tượng Đức Mẹ này về để tặng cho cái cho chính quý vị đeo, hoặc là cho cái người trân quý của quý vị là bố mẹ, ông bà của mình trong cái dịp lễ Tết sắp đến đây rồi. Có phải không ạ? À, cho cái, nên cái tượng này là hình Đức Mẹ. Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu đó. Chúa Giêsu quý vị. Đúng rồi. Mà ruby rất là đỏ đẹp nha quý vị. Mà ba cái tượng cẩm thạch hồi nãy á, là quý vị mua rồi mà quý vị đặt thêm em cũng không làm được. Tại vì cái miếng ngọc mà đó là cái miếng ngọc nó dày rất là hiếm. Đúng rồi. Thường em để em mài vòng rất là lời. Nhưng mà này em mài ba cái tượng đó, tại vì có một anh đã đặt em một cái tượng, thì nên em mới mài thêm ba cái tượng đó rất là đẹp. Mà quý vị mua rồi quý vị muốn làm thêm không được, tại vì ngọc màu xanh đó dày bự vậy rất là đẹp. Với giá 1.050 là quý vị
rất là dễ kiếm 1.000 nhưng mà rất là khó kiếm kiếm được một cái miếng ngọc cho đúng ý của mình. Và mời quý vị thỉnh tượng bức Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu này để về quý vị đeo hoặc là quý vị tặng cho bố mẹ của mình nhé. Rồi và chúng tôi sang món số 8 là một chiếc nhẫn nữ bằng vàng 14 nặng đến 6.3 gram, trên đó nó có 14 viên hột xoàng 3 ly cho đến 3 ly 6, nó loại cái nhẫn người ta gọi là cluster. Và cái giá là quá sức rẻ luôn, chỉ có $550. Quý vị ơi, 14 viên, 14 viên 3 ly cho đến 3 ly 6 màu champagne, màu champagne theo cái dạng mà nó làm theo dạng nhẫn chùm, ta gọi nó gọi là cluster. Và thưa quý vị, đây là một chiếc nhẫn mà quý vị có thể đeo giống như là một cái chiếc nhẫn cocktail. Quý vị đi ra, quý vị mua những cái nhẫn gọi là fashion đó, là quý vị thử xem, cũng nhẫn chút xíu mà brand name là cái gì đó, chẳng hạn Chanel gì đó, 500 đồng bạc mà chiếc nhẫn chút teo rồi quý vị cũng đâu có làm gì được với nó. Trong khi đây vàng và hột xoàng, quý vị thấy không? $550 mà quý vị đeo là quý vị nhìn thấy rằng đó rõ ràng là vàng hột xoàng. Chiếc nhẫn rồi này không phải rẻ mà là rất rẻ, bởi rất rẻ luôn. Màu vàng nha quý vị, mà trông mà sạch đẹp, mà với giá bán chỉ có 550, mà như vậy là chạy ra viên một viên ba ly đó có mười mấy đồng, quá rẻ luôn. Cho nên mời quý vị cứ nhanh tay để quý vị sẽ có ngay cái này. Rồi, và bây giờ quý vị ơi, chúng tôi chuyển sang món số 9 là một chiếc nhẫn nữ nặng đến 10 9 nó nặng đến 9 gram vàng 14. Và trên đó nó có một cái viên garnet, cái viên garnet màu đỏ hay gì vậy em? Cái viên garnet. Garnet màu đỏ. Và cái giá cũng chỉ có $350, đẹp quá quý vị ơi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, có $350 cho một cái chiếc nhẫn quá là fashion. Quý vị nhìn thấy cái màu đỏ đẹp không? Đầu năm mà quý vị đeo một cái chiếc nhẫn màu đỏ rực lên trên này thì không chê vào đâu được quý quá vị đẹp, à. Quá đẹp luôn mà giá chỉ có 350 nha quý vị. Đúng rồi, quá rẻ luôn. Chỉ có $350 mà thôi nha quý vị. Một cái viên này nó nặng chắc cũng phải là cái chục cara hả? cái số 8 á, quý vị nào mà mua là phải cà thẻ chứ em không thể giữ được cho quý vị. Tại vì cái món số 8 nó quá rẻ luôn. Hộp cubic không người ta cũng bán 20 đồng một viên rồi. Đừng nói chi là cái là hộp 3 ly mà nghe quý vị, mà chị tính đi, mấy chục viên mà chạy ra viên có mười mấy đồng, quá rẻ. Rồi, và bây giờ chúng tôi sang một chiếc nhẫn nam 11.9 gam vàng 14, có đến 2 carat hột xoàng, nằm trên đó 2 carat hột xoàng với quý vị. Và cái giá gửi đến cho quý vị là $1,250. Tất cả những cái viên hột xoàng trên này đó, nó là nước ép VS Clarity. Và cái vỏ nhẫn đó, nó làm theo cái dạng mà nó giống như là có những cái đường sọc, nó giống như cái vỏ thân cây đó quý vị. Đây là một cái kiểu design theo cái lối rất là Âu Châu. Cho nên khi mà chúng ta đeo những cái chiếc nhẫn như thế này và cho quý ông đó, thì cái ông cảm thấy rằng là trong tay mình rất là mạnh mẽ và nam tính. Đẹp lắm. Những cái viên này nước FVS Clarity coi quý vị. Ngày lễ mà mình chúng ta có một cái chiếc nhẫn như thế này để tặng ông xã nhà mình thì không có gì đẹp hơn, mà ngay cả bố mình đó quý vị à, các ông bố cũng thích đeo những cái loại như vậy lắm. Cho nên nếu mà quý vị họp chúng tiền lại trong gia đình mua cho ông bố cái nhẫn này làm quà ngày Tết có phải không ạ? Vui lắm. Đây thưa quý vị, 1.250, nếu mà quý vị ra bên ngoài quý vị mua đó thì cái nhẫn này cũng phải là 2.000 mấy trở lên. Mà bây giờ chỉ có $1,250 mà thôi. Cho nên với Trâm xin mời quý vị nhanh tay trên 2 carat hột xoàng nước FVS Clarity. Rồi và chúng tôi sang món số 11. Nói đi, chiếc nhẫn cẩm thạch gì đây? Số 11, đây là một chiếc nhẫn cẩm thạch nha quý vị. Trời ơi, cái nhẫn này á, cái mặt ngọc ở ngoài đẹp lắm, dành cho mà mấy chiếc nhẫn ông móng ngựa. Hình móng ngựa mà mấy ông thích đeo cẩm thạch. Yên ngựa. Mà mấy ông mà
mình mạng mộc mạng hỏa gì đó mà cần đeo phong thủy á, thì cái thường thường cái này mà dành cho đàn ông, nhiều ông ổng cần đeo phong thủy á, thì đây là cái miếng yên người này rất là đẹp. Tại trên màn hình vậy, nhưng quý vị có thể ghé qua xem nha, màu đẹp cực kỳ luôn, xanh lý rất là đẹp. Và vàng 18, 11.9 gram vàng 18. 11.9 là mấy chỉ vàng rồi? 11.9 này. À 11.9 này đó là đến 3 chỉ 2 rồi quý vị. 3 chỉ 2 vàng 18. Và cái miếng cẩm thạch yên ngựa này được nhận theo cái kiểu là bezel. À nó được bọc hết xung quanh và đặt nặng vào bên trong, đặt nằm vào bên trong, cho nên khi mà đeo vào cái chiếc nhẫn vào trong tay đó thì quý vị cảm thấy nó an toàn và chắc chắn ở trên cái ngón tay của mình. Mà nhất là tay của quý ông thì lớn, cho nên quý vị thấy đó, làm nặng đến là 3 chỉ 2 vàng 18, thì quý vị cứ thử nghĩ đi, nguyên 3 chỉ 2 này á, vàng 18 này cũng đã 5-600 rồi, huống còn miếng ngọc rồi làm chi, rồi còn thờ nữa làm chi, có phải không ạ? À? Chỉ có 600 đô la mà thôi, rất là phong thủy cho quý ông. Yên ngựa là gì? À, yên ngựa tức là sự, đó là cái sự thăng hoa. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Nhiều rồi. Khi á, nhiều khi xô vậy nhưng mà quý vị biết không, nhiều khi người ta ra, có khi người ta không ra, cho nên quý vị mua thì quý vị cũng có thể thích món nào thì quý vị có thể gọi cho Hiền Hòa, hoặc là quý vị có thể ra sớm. Thì như chị Bích Dâm nói là mình là có ai đến trước thì em sẽ bán trước. Đúng rồi, thì nó gọi là first come first serve. Thì rất nhiều người muốn mua những cái món hàng như vậy, xong rồi cuối cùng không ra thì người nào đến trước để quý vị lấy thì Hiền Hòa phải sẽ bán cho người đó, ưu tiên cho người đến trước để chúng tôi bán. Còn nếu không thì xin quý vị cứ deposit vào trong cái account 50 đô la trong cái thẻ của quý vị, thì chúng tôi sẽ giữ cái hàng cho quý vị để quý vị ai cũng vui vẻ cả quý vị nhé. Bích Trâm rất là mong muốn là quý vị sẽ mua được hàng và quý vị có hàng được đeo trong những cái dịp lễ Tết như thế này mà hàng lại được quá rẻ, thì tại sao chúng ta không bắt lấy cái cơ hội, phải không ạ? Cho nên mời quý vị nhanh tay để mà lấy những cái chiếc nhẫn, những cái món nữ trang mà quý vị yêu thích. Rồi vào giờ chúng tôi chuyển sang món số 12 là chiếc lắc tay nữ. Số 12 là một chiếc lắc tay nữ vàng 14, có 22 viên xoàng, 22 viên xoàng 2 ly 2. Quý vị nghĩ đi nha, 22 viên xoàng 2 ly 2 là 1 carat. Đâu rồi hả? Và 11 viên sapphire. Với giá bán là 620 đồng. Quý vị biết không, bây giờ em tính tiền kim cương á, kim cương này rất là trắng và rất là đẹp, là đã 500 đồng rồi. Thì vậy là như kim sapphire nữa là vô 620, vậy là tất cả 13 gram 2 vàng là em tặng không quý vị đó. Đó là quà đó quý vị, quà là vậy đó. Chứ mà quý vị tính đi, bây giờ quý vị ra quý vị mua một carat kim cương, chủ tiệm nào cũng bán cho quý vị là mà nước trắng đẹp vậy là 500 đồng một ca là bình thường. Thì quý vị cứ cân đi, 2 ly 2 mà 22 viên là đúng ca không? Không? Mà, rồi thêm cả sapphire nữa mà bán cho quý vị với giá 620, vậy thì 13 viên 13 gram tư vàng là cũng giống như là tặng không cho quý vị đó nha. Vâng quý vị ơi, cái chiếc lắc tay ở trên màn ảnh đó, phải nói chiếc lắc tay rất là có duyên để chúng ta có thể mua, chúng ta đeo với bất kỳ các loại nữ trang nào trên cổ tay của quý vị. Mà giá thành của nó quý vị thấy không, 3 chỉ 56 vàng 14, 22 viên hột xoàng 2 ly 2 và 11 viên sapphire 3 ly 2 nữa, mà cái giá có 620 thì chắc chắn là quý vị không thể nào mà quý vì đi ra ngoài mà quý vị mua được cái giá này cả. Cho nên Bích Trâm xin mời quý vị nhanh chóng để quý vị có ngay cái món nữ trang quý vị yêu thích quý vị nha. Rồi và bây giờ chúng tôi quá số rẻ. Em chúc mừng chị rồi. Cái lắc tay này là quá rẻ. Rồi cái số 13, một cái lắc tay bằng vàng 14 nặng đến 18.8 gram vàng 10 mấy đây vàng 14. Có 50 viên hột xoàng 2 ly 8 và cái giá là 2.400 đô la. Wow, cái này quá đẹp nha. Bây giờ em tính nha, bây giờ em tính cho quý vị để em 18.8 mà chị nhân với 40 rồi, của chị. 18.8 để khoảng là 5 chỉ rồi. Rồi cái này là 18.8 mà nhân cho
40 phải không? Rồi, 752 đồng vậy rồi. Vậy thì 752 đồng rồi. Ha, còn lại 700, còn lại 700 đi. Cái này 2.400 tức là còn là 1.600 trừ đi là nhiêu? Còn 1.700. Ừ. 1.700 với 7. Còn 1.700 đúng không? 1.800, 2.000. Dạ. Còn 1.700. Ừ. 1.700 mà chị chia cho em là 50 viên kim cương 2.8 mà nước trắng đẹp nha quý vị. Chia cho 50. Còn bằng 4 đồng. Có 34 đồng một viên. Quý vị ơi, 2.8 là gần 3 ly. Người ta có bán rẻ thì cũng 70 đồng. Không có bao giờ ai đem đến cho quý vị với giá 34 đồng. Đúng rồi. Cái lắc tay này rất là rẻ mà quý vị mua, quý vị có thể không thích, quý vị có thể làm thành á. Như ai đó có cái mặt cẩm thạch rồi, mua cái này mà không thích, bây giờ mình đi mình làm bọc vàng lên, bọc kim cương lên mắt lắm. Quý vị có thể lấy cái này viền chung quanh cái tượng kim cương của mình cũng được nữa. Cho nên á, một cái lắc tay mà giá chỉ có 2.8 mà 50 viên mà đem đến cho quý vị giá chỉ có là 2.400 đô. Cái lắc tay này rất rẻ quý vị. Nếu mà quý vị mua hộp cubic á, mà hộp mấy là cũng hết mười mấy đồng hộp rồi đó. Nha, mà hộp cái này là trắng đẹp, hộp mà Busanai á, làm mà cái này là ít nhất cũng là nhiêu ta? Ít nhất cũng người ta bán á, cũng phải tệ lắm thì cũng 30 đồng. Đúng rồi. Mà đây là kim cương nước FGF nha quý vị, mà mang đến cho quý vị có 34 đồng. Rồi, và bây giờ chúng tôi sang chiếc nhẫn cẩm thạch yên ngừa nữa, 8.3 gram, và trên đó nó có xoàng baguette và cái nước FVS SI Clarity, và cái giá chỉ có 800 đô la mà thôi. Wow, chiếc nhẫn hồi nãy chiếc nhẫn cho quý ông, bây đây đây là chiếc nhẫn cho quý bà. Có cái sự thăng hoa trong cái công thương trường, trong cái nghề nghiệp của mình. Đầu năm mà đeo miếng ngọc quá đẹp, xanh đẹp quá. Xanh đẹp lắm quý vị. Nếu mà nói đến cẩm thạch đó, quý vị sẽ nghĩ ngay đến Hiền Hòa đi quý vị, bởi vì á, tiệm của em bán những cái miếng cẩm thạch rất là đẹp. Quý vị vào là từ dòng những cái vòng mà chiếc màu của người ta bán lạc nhất thấy ghê luôn, nhưng mà em vẫn bán xanh đẹp. Em vẫn nói với quý vị là đồ chiếc màu, còn cái nào mà không chiếc màu thì đều có giấy giám định cho quý vị xem hết, và những cái vòng cũng rất là đẹp. Hiện giờ ở tiệm có được 5 cái vòng ngọc mà với giá là 2.200 một cái, đẹp vô cùng luôn quý vị. Xanh lý, trông đẹp. Những cái vòng đó mà trước đây những thời Cộng Hòa người ta mua ít nhất cũng phải mấy chục cây vàng đó chị. Rồi, và bây giờ chúng tôi mời quý vị với cái chiếc nhẫn yên ngừa màu xanh lý tuyệt hảo nằm trên màn ảnh để quý vị nhìn thấy, mà cái giá chỉ có 800. Trong khi đó vàng nặng đến là 8.3 gram vàng, và trên đó hột xoàng baguette nữa cũng phải là nửa, cũng phải là gần nửa cái baguette phải không? Giá chỉ có 800 đồng. Rồi, và một cái mặt cẩm thạch bọc vàng 18 nặng đến 15.9 gram, tức là 4 chỉ 25, hơn 1 carat hột xoàng số 15 anh ơi. Một cái mặt cẩm thạch đấy là thêm một cái mặt cẩm thạch theo cái dạng 14 xô. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là một cái mặt cẩm thạch, và cái giá là 1.000. Và cái giá nó chỉ có vâng thưa quý vị. Cái này rất là đẹp, ở phía sau cũng có kim cương. Rồi, kính thưa quý vị, ở phía cái, sau là bọc vàng nhiều lắm chị. Vàng mà bọc tức đầy luôn á, bọc kín. Bọc kín vàng luôn, tức là nó nặng đến đây nè thưa quý vị, ghi rất rõ 4 chỉ 25 mà, tức là 15.9 gram vàng 18, tức là 4 chỉ 25 rồi đó quý vị. Trong khi đó là có hơn 1 carat hột xoàng, hơn 1 carat hột xoàng. Mà 40 mấy viên. 40 mấy viên như vậy. 40 mấy viên em nghĩ là gần 1.8 hột xoàng đó quý vị. Và hai bên còn có những cái hộp xoàng baguette hai bên nữa, mà và miếng ngọc rất là dày quý vị. Quý vị nhìn miếng ngọc quý vị rất là thích, rất là dày và rất là đẹp. Trên cái khóa móc cũng mà chỉ có 1.000 đồng mà thôi. Ở bên sau là mình bọc kim, mình bọc vàng hết, dày luôn. Hết dày kín hết, hết. Cái này là xưa cho nên người ta mới bọc dày như vậy đó quý vị nha.
Rồi, và bây giờ chúng tôi sang một cái chiếc nhẫn cẩm thạch nữa, là hình cái hình cái gì đây? Cái hình quả trám. À, cái hình quả trám nặng đến 8.9 gram, vàng 18, 12 viên hột xoàn 2 ly bọc chung quanh và giá chỉ có 620 đô la. Nhanh tay mà lấy cái chiếc này. Cái này là nhẫn hột dưa và miếng hộp này rất bự nha quý vị, rất bự và rất đẹp. Cái nhẫn này đem đến cho quý vị với giá 620 là quá rẻ luôn. Quá quý vị rẻ. Sẽ không tìm cái nào rẻ hơn vậy. Quý vị biết không, kim cương cũng rất là đẹp. Số 16 xô. 16 này á, người nào xô là em chúc mừng chị á. Cái miếng ngọc này em bán quá không đẹp. Là cũng phải 150, 170 rồi quý vị. Quá đẹp. Miếng ngọc dày đẹp. 15 xô luôn. Em rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và số 17 là một chiếc nhẫn nữ nặng đến 5.2 gram vàng 18. Vỏ hồng có con. 12 viên 2 ly. À, nước FVS Clarity, ở giữa có một viên hột xoàn 1 carat 40, nước E-Color VS Clarity và cái giá là 5.200 đô la. Chiếc nhẫn này ở giữa có tất ở hai bên là 10 viên kim cương 2 ly. Còn ở phía trên á là 14 lần 48 90. Ở phía trên là 12 viên kim cương 2 ly nữa, tổng cộng là 22 viên kim cương 2 ly. À, cái hộp là 6 ly 3, 1K04. Cái viên kim cương này là nước EVS. Em mang đến cho quý vị với giá là 5.200. Nếu quý vị lấy cái vỏ thì 1.000, nếu quý vị lấy cái hộp thì 4.200. Một ca ra 40. Một ca lẻ 4. Chứ không phải ca ra 40 hả? Một ca lẻ 4. Quý vị, một ca lẻ 4 mà nước EVS trắng. Cái này nó không có giấy. Nhưng mà nếu quý vị mua, quý vị có thể cầm một viên có giấy. Quý vị so vào đây, nước y trắng lắm quý vị. Hiền Hòa không muốn nói là nước đi đó. Chứ cái này rất là trắng. Có nhiều người nói Hiền Hòa là phải gửi đi. Gửi đi GAA làm giấy để về bán lời hơn. Nhưng mà thời gian gửi rồi mua bảo hiểm. Rồi mua bảo hiểm rất là khó khăn, nhiều cái mùa này á, với lại là mua gửi đi gửi về phiền phức quá, cho nên Hiền Hòa bán cho quý vị giá rẻ. Nếu mà quý vị á, mua GAA mà nó đen thui thì thôi quý vị mua khỏi GAA mà nó trắng nó đẹp. Trắng và đẹp quá. Mà nó chiếu là đẹp rồi. Nhiều quý vị cứ thích là tôi xài GAA không à, nhưng mà trời ơi cái nước nó tận cùng luôn, thấp. Thấp mà nhìn vô kim cương này đen thui à. Rồi vâng thưa quý vị, vào một chiếc nhẫn nam nặng đến 11.3 gram vàng gì đây? Vàng này là vàng 14. 14. À, có tất cả là những cái viên này viên emerald cut. À, emerald cut rất là bự. Ừ. Kim cương rất là bự. Đẹp, trắng. Đẹp với giá bán là 600 đồng. Wow, thêm cái chiếc nhẫn này nữa quý vị, cứ chiếc, nhanh tay thôi. Chiếc nhẫn này quá nhỏ đẹp. Thôi quý vị, không phải là chiếc nhẫn bự ha. À, nhưng mà 600 đồng quá đẹp, những cái viên emerald cut này là đáng tiền. Trời rồi. Trời ơi, nếu mà mình mua cho con trai của mình đi, tại vì á với cái giá 600 đồng mà có kim cương, con trai nó cũng ít thích đeo kim cương tròn mà kim cương emerald cut này bây giờ hiếm lắm. Đúng nếu rồi. Mà mua ở ngoài không là cái loại kim cương này rất là mắc tiền đó quý vị. Mà những cái loại kim cương này làm rất là trắng, nước FV. Những cái loại này em nói là VS1 không nhìn thấy một cái gì, rất là đẹp. Mang đến cho quý vị với giá rồi, chỉ có 600 đồng nha quý vị. Chứ nhẫn này mà quý vị không mua thì nó uổng gì đâu luôn. Nó uổng gì đâu luôn. Quý vị. Rồi. Bây giờ là số 19. 17, 18 xô. 18 để khách chụp hình. 17, 18 xô. 18 để khách chụp hình. Dạ đúng rồi đó. Chị nào mà thích chị đó chụp hình đi chị. Chụp hình xong rồi chị ra chị hỏi em có hình là em đi tìm dễ lắm. Nhiều khi á. Em cứ để em xếp lùm lum mà cuối cùng. Rồi, 10 giá là 600 đô la quý vị, rất là tuyệt vời. À, mời quý vị nhanh tay vào để cho chúng ta có ngay một chiếc nhẫn đẹp cho ông xã của mình. Quý vị biết không, quý vị tất cả những nữ trang á Hiền Hòa để ở tiệm, cho nên là quý vị có thể ra tiệm quý vị coi trực tiếp luôn. Rồi. Rồi đây là một cái bộ nữ trang đẹp chưa, 1.300 đô.
tất cả những cái này bằng tụt ma liên đó nghe quý vị, tụt ma liên. Và cái này á là làm, em biết chị biết không, cái kiểu này của Ý làm bằng máy, rất là đẹp. Tất cả total trên chiếc nhẫn là hơn 1 carat kim cương. Wow, cái nhẫn này đẹp quá. Trên đôi bông nữa, gần tất cả 3 món là khoảng chừng là 2.5 carat kim cương. Tại vì hộp 2 ly nghe quý vị. Tourmaline màu đỏ đẹp quá. Rất là đẹp, mà hộp tourmaline màu đỏ đẹp kinh khủng luôn. Nhưng mà những cái hộp này là chị thấy không, đẹp không? Quá đẹp, cái điệu kiểu đó rất là, cái design rất là lạ. Em mang đến cho quý vị với giá là $1,300 quý vị. Nếu cái bộ này mà quý vị vào tìm Mỹ, quý vị mua rất là mắc. Rất là mắc luôn. Đẹp quá. Chị nào mà bự con mà sang à, bự cái này em nghĩ chị nào bự con á đeo đẹp lắm á. Rất là bự. Mà đúng rồi đó. $1,300 cho một cặp bông. Được làm nhẫn, thêm một cặp bông tai và một chiếc nhẫn, được làm thêm một cái design rất là lạ, nó gọi là cái cầu vồng đó, nó cái half moon đó thưa quý vị. Và nó được đôn lên cao đằng giữa với những cái viên tourmaline, nó được đánh bóng theo kiểu cabochon cho nên rất đẹp. Với cái màu đỏ như thế này mà ngày đầu năm mà mình đeo thì có phải là hên không? Vâng thưa quý vị, và hơn nữa đó, ai mà sanh tháng giêng á cũng là cái màu đỏ như thế này, garnet màu đỏ hoặc là cái tourmaline đỏ như thế này là cho những người sanh tháng giêng là rất là tuyệt vời. Rất là đẹp, đẹp lắm quý vị. Rồi và bây giờ chúng tôi qua số 20. 20 là một đôi bông tai 9.3. Ồ, cái đôi bông tai này bằng đá sapphire. Mỗi một viên đá sapphire là một viên kim cương 2 ly. Mỗi một viên đá là 2 viên kim cương. Đó, nó cứ chìm chầm 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 này nhau. Cái đôi bông tai này là của Ý quý vị. Cho nên quý vị nhìn rất là đẹp nha. Mà em mang đến cho quý vị với giá chỉ có 540 đồng mà thôi. Wow, $540 cho một cái đôi bông tai quá đẹp. Những cái viên này là viên, đâu phải blue sapphire đâu. Cái này Tanzanite Sapphire. Vâng thưa quý vị, cái nó là blue sapphire mà quá đẹp, cái màu blue sapphire này quá đẹp luôn quý vị ơi. Mà cái kiểu này là cái kiểu mà nó gọi là kiểu hút vào đó, khi mình đeo vào tai xong rồi mình bật ngược cái hút lại, nó giữ vào cái tai của mình rất là chắc chắn. Cho nên mời quý vị với cái đôi bông tai mà $540 mà nó dày dặn mà nó đẹp như thế này thì chắc chắn là quý vị không thể tìm đâu ra được một chiếc hơn như thế này nữa. Cái số cái giá là cái bông tai này nặng đến 9.3 lấy rồi. Ủa rồi 9.3 là 2 chỉ mấy vàng rồi, gần 3 chỉ rồi. Cái bông tai bán 104 mà nội tiền vàng không là 400 rồi. Đó. Mà rồi còn chưa kể là sapphire với là kim cương chèn vào nhau nữa nghe quý vị. Cái đôi bông tai này quý vị nhìn ở ngoài thì đẹp vô cùng luôn. Rồi, cái số 21 là một chiếc nhẫn 4.3. Một chiếc nhẫn 4.3. Rồi đằng giữa nó có một cái viên 5 ly 4 nước E color VS1, và chung quanh của nó có những viên emerald cut vàng 18. Cái vỏ này là vỏ của Hồng Kông, vàng 18 nha quý vị, với giá mang đến cho quý vị 5 ly 4 mà nằm trên cái vỏ Hồng Kông vàng 18 mà bao nhiêu là kim cương mà em mang đến cho quý vị với giá $1,500. Và tiện đây em cũng nói với quý vị, ở tiệm em á có sale những chiếc nhẫn mà giá chỉ có 200, có chiếc 100 mấy nữa. Và những cái vỏ Hồng Kông sale còn lại 500, có 300, 20, có 21 số. Rất là nhiều số. Quý vị. Cảm ơn quý vị. Rồi. Số 22. Rồi. Là gồm có 2 chiếc nhẫn, mỗi chiếc mang đến cho quý vị với giá là 450 đồng. Mà mỗi chiếc như vậy là khoảng 1 carat kim cương đó quý vị. Wow. Là một chiếc trái tim bao nhiêu là kim cương. Rồi một cái chiếc hai bên đó. À hả? Hai bên quá trời là kim cương không? Hai bên là hộp kim cương hai bên, ở giữa là hộp emerald cut đó. Mang đến cho quý vị với giá chỉ có 450 mà thôi. Wow, 450 là một cái chiếc nhẫn làm theo cái dạng hình trái tim. Rồi một chiếc nhẫn khác là những cái viên emerald cut nằm giữa, gồm có 5 viên emerald cut và chung quanh có những cái viên hộp xoàn tròn. Và thưa quý vị, chỉ có $450 cho một chiếc nhẫn, tức là một chiếc nhẫn như vậy là khoảng độ bao nhiêu? Một chiếc nhẫn như vậy là gần 1 carat. Em nghĩ là khoảng 1 carat kim cương á, tại vì kim cương rất là nhiều kim cương mà vàng là mà vàng một chiếc như vậy là
48 là hơn một chỉ vàng á quý vị, rất là nhiều, mà mang đến cho quý vị giá chỉ có 450, đó là giá tận cùng luôn á, sale rất là rẻ nếu mà quý vị đi mua. Nhất là cái nhẫn trái tim đó, nó chạm hình ô van rất là đẹp theo kiểu của Ý. Và cái chiếc nhẫn kia thì chị thấy không, 450, nhiều người đi mua chiếc nhẫn kim cương, nhẫn cưới nhỏ xíu à. Đúng chứ rồi. Làm gì mà có kim làm cương em nó khách đúng là nhiều như vậy. Đúng mà vậy. Bán cho quý vị chỉ có 450 thì em nghĩ rằng là không có ở đâu mà rẻ. Không có đâu rẻ hơn nữa. Mà như vậy. À, bây giờ là vâng, số 22 là hết rồi. Rồi. Nhưng mà bây giờ em muốn quay cho quý vị. Em mời anh quay lại từ số 1, từ số 1 cho đến là số hai mấy, tại vì em còn dư giờ tới 20 giờ 20 phút. Rồi. À rồi. Đây là chiếc lắc hả? Khách muốn coi lại á, chiếc lắc này là 2004. Gồm có tất cả là số 13, 50 viên kim cương 2.8. À vàng nặng đến vàng nặng là 18.8, 18.8 là hết gần 700 đô tiền vàng chưa kể công, mà 50 viên 2.8 mà còn lại một ngàn, quý vị lấy 2.400 trừ ra 1.700 thì quý vị còn 1.700 mà chia cho 50 viên thì là một viên có 34 đồng mà thôi, mà 2.8 nước EVS One thì không bao giờ có giá như vậy, rất là đẹp. Cái trong này có viên nước Y, viên nước F. Nói chung là cái lắc này rất là trắng nghe quý vị. Rất là đẹp. Mà quý vị nào mà thích đeo đó, theo cái kiểu này đó, nếu mà bây giờ quý vị mua mà kim cương xong mà quý vị mua tiền công làm nội mà nhận một viên là quý vị cũng phải trả 5 đồng. Mà 50 đúng rồi. Viên là cũng đã 200 mấy rồi nha. Đúng quý rồi, vị. Quá đẹp cái chiếc nhẫn này. Quá đẹp, quá đẹp. Cái lắc này bán rất là rẻ. Mà cái vàng quý vị nhìn thấy đó là rất là dày dặn và nó được đặt trong một cái khung. Cái khung của cái chiếc lắc này nó có hai tầng là nghe quý vị, cái tầng dưới làm cái giờ là một khung, rồi cái tầng trên nữa là nó giữ những cái viên hột xoàn, cho nên đây là một cái chiếc nhẫn rất là đẹp. Và quý vị mà mua cái chiếc nhẫn này quý vị đã được gọi là được rất là lời rồi, chiếc lắc rồi. Bây giờ nè, bây giờ cho em bán mấy cái dây, tại vì hôm nay em chỉ bán là 22 món thôi mà giờ em thì dư rất là nhiều. Thì đây là những cái dây ruby nha quý vị, cái dây ruby mà có vàng 18 xung quanh nữa, thì như cái mà em đang đeo trên cổ này quý vị là 6 cái em đem đến cho quý vị với giá 6 cái là 500, còn sợi dây này em đeo trên cổ và ngọc trai thật cái 22, quay lại 22, 22 đó thưa quý vị. Nó là hai chiếc nhẫn, mỗi chiếc như vậy đó, nó có trên 1 carat hột xoàn nước FVS vẽ size clarity. Cái viên mà hình trái tim đó gồm có những cái viên hột xoàn nó ghép lại với nhau. Và trên cái chiếc nhẫn mà chiếc nhẫn giống như Mary đó, nó gồm có 5 cái viên emerald cut nằm đằng giữa và hai bên là những cái viên hột xoàn 2 ly nằm dọc theo đó. Mỗi một chiếc nhẫn như vậy trị giá cái carat nó khoảng trên 1 carat hột xoàn và chỉ có 450 đô la mà thôi. Nha. Yeah. Bây giờ rồi. Đó, bây giờ là cái rồi, anh chiếu qua cái dây hồng ngọc. Dây hồng ngọc này quý vị, dây hồng ngọc này rất là đẹp nha. Em mang đến cho quý vị là 1.200 đô. Mỗi một viên như vậy là có thêm làm những cái viên vàng 18 diamond cut luôn nghe quý vị. Với cái giá em mang đến cho quý vị là 1.200 đô. Rồi, 22 xô cái trái tim. Rồi, 22 xô trái tim. Còn cái này nè quý vị, cái dây này thì em mang đến cho quý vị cũng tất cả là bằng vàng 18 hết. Em mang đến cho quý vị cái dây này là với giá là 600. Từng một viên ruby và từng đến là một viên bạch ngọc thật nha quý vị. Tất cả ruby và ngọc của Hiền Hòa, tiệm Hiền Hòa bán là đều là thật hết. Và hai sợi dây này là, đây là một cái dây huyết ngọc thật nè, đem đến cho quý vị với giá là 100. Còn cái dây này là cẩm thạch thật nhưng có chuyết màu, em mang đến cho quý vị với giá là 70 đồng một dây. Wow, đó. Quá đẹp. Còn đây là một cái dây ngọc cẩm thạch màu sơn thủy ngọc thật với giá bán cho quý vị là 350. Nếu mà quý vị nào muốn mua tặng cho bà mình, bà cụ á, thì có thể mua cái dây này nè, 350 nha quý vị, đây là ngọc thật. Quá đẹp. Rồi nói tiếp. Đây là cái chiếc ngọc này cũng đẹp nè quý vị, đây là cái chiếc một cái sâu chuỗi ngọc rất là trong và đẹp.
Màu này là màu xanh mà lơ bí. Lơ giống màu xanh bí giống ngày xưa các mấy cụ ấy thích. Đúng đó. Rồi. Thì em mang đến cho quý vị là 300. Wow. Rồi bây giờ đẹp. Em muốn anh quay lại cho cái tiệm quay lại còn đây là những cái vòng mà em đã giới thiệu với quý vị ngay từ đầu là vào cẩm thạch thiệt có chuyết màu mà em mang đến cho quý vị với giá bán là 50 đồng một chiếc. Nè có một chiếc hình oval rất là đẹp nha quý vị. Nè. Đó. Cái này có hình oval là mài có một chiếc à, bán với giá 50 á. Nè. Có những cái vòng màu tím và những cái vòng có ba màu phước lộc thọ và rất là đẹp. Đó, quý vị có thể mua về để tặng đi Việt Nam, tặng cho bên Việt Nam. Hoặc là quý vị mua để tặng làm quà với giá 50 đồng mà cẩm thạch thiệt. Quý vị đeo cũng phải cả 10 năm á. Hạt á thì nó vẫn bóng, vẫn đẹp bình thường luôn. Nhưng mà chỉ khoảng 10 năm là nó sẽ khờn, nó sẽ bay màu bớt. Còn quý vị mua cẩm thạch thiệt thì hôm nay em không có mang lên. Nhưng mà em có một lô vòng cẩm thạch thật đều có giấy giám định. Em gửi đi làm giám định rồi. Thì chắc là tuần tới nó sẽ xong mà em sẽ mang lên cho quý vị. Hiện tại là ở tiệm em có tất cả là 10 chiếc vòng mà em chưa đi làm giấy với giá bán là 350 một chiếc. À, 10 chiếc vòng rất là đẹp luôn. Thì em cho quý vị lựa trước rồi còn lại bao nhiêu thì em mới sẽ đi làm giấy. Nếu quý vị nào mà nói là tôi không cần giấy, tôi tin cô tôi không cần giấy thì quý vị cứ ra. Thì em sẽ bán cho quý vị với giá 350 thôi mà rất là đẹp. Đó, em mang đến cho quý vị những cái mẫu rất là đẹp. Và em cũng muốn nói với quý vị là ở tiệm em á, là hiện giờ có một số nữ trang của một cái chị retire rồi đó. Chị gửi cho em bán, chị sang tiệm lại cho em thì chị còn lại một số hàng chị bán với giá là off 50%. Thì có những chiếc có 100 mấy đồng thôi, có chiếc 200, có chiếc 100 mấy, có và những cái mặt Hồng Kông đó quý vị. Mà những cái vỏ nhẫn Hồng Kông và những cái mặt Hồng Kông giá từ 300 cũng có, 350 cũng có, 500 có, rất là đẹp. Nên em mời quý vị ra tiệm Hiền Hòa số 129 dưới lầu thì quý vị sẽ nhìn thấy những cái mặt hàng mà chị đã sale gửi cho em sẽ bán giùm cho chị vậy đấy. Cuối năm mà sale đến tận cùng luôn, off 50%. Tại vì thời gian có hạn nên em không có mang những cái chiếc mà 100 mấy hoặc 200. Mà em chắc chắn là quý vị rất là thích. Tại vì ở đâu mà mua mà cả kim cương, cả vàng, cả sapphire, cả đá màu, đủ các loại luôn mà giá chỉ có 100 mấy, 200. Đúng rồi. Quá rẻ luôn quý vị. Chỉ có ở tiệm Hiền Hòa vì chị đó chị gửi em sale á. Nên em không thể mang lên cho quý vị được. Rồi và những cái chiếc vòng ngày hôm nay đó quý vị nhìn thấy đó, đây là những cái vòng mà đã được màu tím, đã được chiếc màu vòng thiệt mà được chiếc màu mà cô chỉ gửi đến cho quý vị only $50. Đó. Như Bích Trâm đeo mà Bích Trâm mặc đồ đeo. Màu tím đeo cũng đẹp, hay mặc đồ đây. Màu trắng đeo cũng đẹp, đẹp quá trời luôn. Chết rồi, của nó tháo ra giùm cái. Rồi. Giờ này để bán hàng cái đã. Rồi. Quý vị biết không? Sẵn ở đài em có thể nhắn cho một cái chị tên là Vân Thái. Chị ở bên DC á. Để gọi nói chị Vân Thái gọi về tiệm gấp, tại vì em chờ chị cũng đã một năm rồi đó. Cho nên em nhắn với đài truyền hình gọi cho chị tên là Vân Thái gọi về tiệm Hiền Hòa gấp với số điện thoại là 714-204-8379. Rồi. Hả? Thì gọi về gấp thì có chuyện. Em đã chờ chị hơn một năm trời rồi đó. Rồi. Tại vì đó đúng là điều tế nhị nhưng em muốn chị gọi về gấp. Rồi. Thì, chắc... Đấy, rồi. Bây giờ còn giờ chị, còn giờ của em. Có thể, anh có thể quay lại từ món số 1 cho đến món số... món số 1 cho đến món quay từng cái lại cho khách xem. Tại vì cũng có thể những người khách người ta đi làm giờ mới về. Rồi đây là món số 1. Quý vị nào thích cứ chụp hình thì cũng đã có khách mua nhiều rồi. Rồi số 1 là lắc tay hình con cóc, giá là $450. Rồi. Chiếc thứ 2 là chiếc nhẫn nữ đá sapphire, giá là $550. Anh chuyển số 2. Đó là chiếc nhẫn. Vâng. Chiếc nhẫn này rất là rẻ, người nào mua em chúc mừng á, chiếc rẻ lắm mà đẹp. Rồi chiếc số 3 nó là chiếc nhẫn nam. Là một chiếc nhẫn nam vàng 18 nặng đến 15.1 gram,
hai chạm khắc rồng, một chiếc màu vàng, một chiếc màu vàng gold. Trên đó có một viên hột xoàn 39 e-color VS Clarity, $1,050 một chiếc. Rồi qua cái món số 4, nó là một chiếc nhẫn nam nặng đến 14.9 gram vàng 18, và trên đó 1,5 carat hạt xoàn, và giá là $980. Tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời đó quý vị. Rồi số 5 là một tượng cẩm thạch vàng 18. Và mỗi một tượng như vậy đó, chúng tôi gửi đến cho quý vị tượng Phật Di Lạc $400 và tượng Quan Âm thì $340. Qua món số 6 là tượng cẩm thạch bằng vàng 18. Có, chúng tôi có hai tượng lớn, đó là tượng Phật Di Lạc, giá là 400, còn cái trái đầu và giá chỉ có trái đầu là 200. 250. Rồi cái tượng cẩm thạch Quan Âm Bồ Tát phường Phật Tổ và tượng Quan Công $1,050 cho một Hello. Tượng. Vâng, thưa quý vị, đó. Hello, giờ chờ chút em đang ở bên này. Rồi. Quý vị biết không, mấy cái tượng này để em nói lại cho quý vị, là những cái tượng này là bằng cẩm thạch, mà cái loại cẩm thạch mà đẹp xuất sắc nhất trong tiệm, với một cái vòng là với giá bán là $2,200. Thì đây là những cái tượng em khắc bằng những cái, bằng cái miếng ngọc mà đẹp nhất và mắc tiền nhất, và khắc rất là sắc sảo và rất là dày. Độ dày của cái miếng ngọc này á, mà cũng phải là hơn một phân á, thì mới mài nó thấp được như vậy á quý vị. Dày lắm mà khắc rất là nét luôn. Mai mốt anh quay cái chiều nghiêng để cho khách hàng nhìn thấy cái độ dày của miếng ngọc luôn á. Rồi thì, và chúng tôi đẹp. Qua cái mặt Đức Mẹ bằng ruby bọc vàng 18, có diamond, rồi các theo dạng diamond, và giá để cho quý vị có thể thịnh về là $700. Tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu. Rồi và món kế tiếp là một chiếc nhẫn nữ 6 gam 3 vàng 14, trên đó có 14 viên hột xoàn Bali và Bali 6, giá là $550. Một chiếc nhẫn kế tiếp 9 gam vàng 14. 9 gam vàng 14, và trên đó có một viên garnet màu đỏ, cái giá chỉ có $350. Quá là tuyệt vời, đầu năm con viên đỏ như vậy để mà đeo. Rồi số 11, cái số 10 là chiếc nhẫn nam 11.9 gram, có 2 carat hột xoàn và giá là $1,250. Rồi món kế tiếp cũng là một chiếc nhẫn nam bằng cẩm thạch nặng đến 12.9 gram vàng 18, là một chiếc nhẫn yên ngựa, cái giá $600. Một cái lắc tay nữ đến 13.2 gram vàng 14, 22 viên xoàn 2 ly 2, 11 viên sapphire 3 ly 2 và giá là $620. Cái món kế tiếp là lắc tay 14, có 18.8 gram vàng 10 và 50 viên 2 ly 8 và giá $2,400. Kế tiếp là nhẫn cẩm thạch yên ngựa 8.3 gram vàng, có xoàn bá ghét và giá là $800. Wow, đấy quý vị nhảy thấy không? Rồi món kế tiếp là cẩm thạch bọc vàng 18, có hơn 1 carat hột xoàn và giá là $1,000. Kế tiếp, cái nhẫn cẩm thạch vàng 18 có 12 viên 2 ly trên đó và $620. Không, cho em nói cái số 15 á, nội mà tiền kim cương không đã là 1,000 rồi á, với chưa nói đến tiền vàng nha quý vị, mà cái này là cũng phải là gần ít nhất là cũng phải là 4 chỉ vàng á, tại ở ngoài là bọc vàng dày dặn lắm quý vị, rất là nhiều vàng luôn, cho nên á là tiền kim cương cũng phải là 2 carat kim cương, vì tất cả là kim cương 2 ly và rất là đẹp, và miếng ngọc rất là bự và rất là xanh nha quý vị. Nếu mà miếng ngọc này bán thôi mấy chị ơi, mua hết rồi. Thì đó, nhưng mà em muốn nhắc lại cho quý vị. Rồi. Số 16. Tại vì em nhắc lại cho quý vị đó, giờ số 16.
Rồi số 16 là cái giá 620 đô la cùng nhận cặp thạch hình hạt dưa. Rồi 17 nhận nữ có đến 12 viên 2 ly, ở giữa có một viên 1 carat lẻ 4 e color 24 viên VS clarity. Hai bên là đã 10 viên rồi. Và là 5.200 đô la. Chiếc nhẫn này rất là đẹp quý vị. Nếu mà ai muốn mua cái nhẫn mà 1 carat thì đây là chiếc nhẫn rất là đẹp, chiếc nhẫn cưới cũng rất là đẹp. Rồi kế tiếp chiếc nhẫn nam 11 gam 3 xoàng baguette và cái giá 600 đô la. Và bây giờ chúng tôi giới thiệu lại tiếp tục cái chiếc nhẫn kim cương kim cương yellow sapphire diamond mấy cara đây? 4 cara. 4 cara lẻ 5. 4 cara lẻ 5 trên tay của Mỹ Trâm đây anh nè. Có giấy GAA. Rồi. Cho có cái món không có chiếu. À phải chiếu trên tay thôi. Rồi chị chiếu lên cái tay của chị. Rồi. Đây nè. À, cho quý vị nhìn thấy cái chiếc này 22.000 mấy trăm em. Đây thưa quý vị, đẹp chưa? Đó, hai đặt cao dễ sợ không? Cái màu sắc rất là đẹp luôn quý vị ơi, của GIA kiểm chứng nha. Đó, cái màu rất là đẹp này quý vị. Đó, Mỹ Trâm để thế này để quý vị nhìn thấy cái độ cao của nó, đẹp chưa? Đó. Đó, đẹp không? Đó, có như thế này để quý vị mới nhìn thấy cái độ sáng, cái độ trong của nó nghe quý vị. 22 bao nhiêu tiền em? 20 mấy ngàn. 22.500. 22.500 nghe quý vị, 22.500 có GIA kiểm chứng, rất là tuyệt vời. Rồi cảm ơn quý vị nhiều lắm. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình bán nữ trang giá rẻ bất ngờ trên hệ thống truyền hình KVLA bằng tập 57.8. Và từ bây giờ quý vị có thể cứ mở ra 57.8 để quý vị coi ngay, hoặc trên YouTube bán vàng livestream. Chút nữa đây trong vòng mấy tiếng đồng hồ nữa là quý vị có thể coi tiếp tục cái chương trình của Hiền Hòa. Và cái đôi bông tai của Hiền Hòa vừa mới gửi đến cho quý vị là cái đôi này là 550 đô la. Ở trên là có kim cương, ở dưới là miếng cẩm thạch màu xanh lý. Rất xanh lý két, rất là đẹp. Anh chiếu mà em gái chiếu gần rồi, bây quan đây, bên đây đây thưa quý vị. Chị Mỹ Trâm đây lỗi tay thôi nhanh lên đây, anh chiếu qua đây nè, qua cái máy Mỹ Trâm đây. Đó đây thưa quý vị, đó cái đôi bông tai đẹp chưa, rất và cái đẹp giá luôn. Của nó là 550 đô, có bọc vàng và hột xoàng phía trên, rất là fashion. Rồi vàng 18 nữa. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn ngày mai với quý vị cùng trở lại với tiệm vàng Phụng Diamond. Và cô cũng đã ở trên cái chương trình này là nhiều năm qua, nhất là trên channel 57.8, và mời quý vị cùng trở lại. Mời em gửi em lời chào. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho em và tin tưởng đã ủng hộ cho em, và nhất là những người khách mà ngày thứ tư nhiều người người ta ốp, người ta không có ốp ngày thứ hai, người ta không có coi được em, thì hôm nay mà mấy chị coi thì em mời mấy chị ra như để làm quen với em. Chưa mua lần nào thì mua thử một lần, chắc chắn là sẽ làm quen với quý vị. Và em nhắc với quý vị là tiệm Hiền Hòa có những mặt hàng sale 50% off, có những chiếc nhẫn từ 150 cho đến 200, đủ thứ giá và rất là rẻ, em không thể mang lên đài được. Rồi cảm ơn quý vị. Rồi vâng, xin chào quý vị.